huyết áp ấy. Nhưng mà khi đấy thì khi mình học cái trường đá mới này, cái dậm gót chân là không có, tôi bỏ thuốc huyết áp thì cái bệnh gì thực ra rất nhiều bệnh, nhưng trong đó có cái bệnh thứ nhất là bệnh huyết áp, mỡ máu ấy, và bệnh gút. Thì đặc biệt là cái lúc mà tôi tới học đây là ăn uống không phải kiêng thì nó thoải mái, riêng cái gút là như thế. Thế còn nếu mỡ máu thì lúc đầu ấy, lúc đầu cái tháng đầu tiên ấy này kiểm tra thì tự dưng nó tăng vọt ấy, khi mình chờ ấy. Thế xong bắt đầu tháng thứ hai, thứ ba, thứ tư thì nó xuống từ từ.